Mà lai cùng với lúc trước so sánh, dạng này hỏa lực uy lực không biết so với lúc trước phải mạnh hơn bao nhiêu. Đối với năm đó phải có sang này hỏa lực, không cần nhắc hành tinh mẹ tự thân sức thừa nhận tình huống dưới, chỉ sợ một pháo liền có thể nhường Thâm Miên Vị Diện phai mờ cái 7-8 phần. Ta phải làm sao bạo lực rồi, cái này gọi là bạo thẻ bạo, người biết hay không, bọn sao hỏa này không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, thật coi học viện chúng ta chỉ có thể là tại hành tinh mẹ sao, liên bang nghị biết ra những cái kia hèn mạt đều là hiếp yếu xa hơn sợ mạnh tồn tại, không cho điểm uy hiếp sau này trở về phiền toái hơn, chính là muốn để bọn hắn biết liên bang hạm đội đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Được, người thắng. Đường Vũ Lân có chút im lặng nói ra. Lăng Thừa Thần có chút đắc ý nói, thời đại biến hiện tại đã không phải là cá thể lực lượng có thể quyết định hết thảy niên đại. Khoa học kỹ thuật phát triển để cho chúng ta có thể trưởng khống lực lượng càng thêm cường đại. Long Mã Liên bang chúng ta cho tới bây giờ đều chưa sợ qua, bọn hắn có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả thì thế nào? Chỉ cần cho ta đầy đủ cơ hội tốt, tới 100 cái siêu thần cấp ta đều có thể cho hắn làm đi. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một cái, nói như vậy người còn có uy lực càng lớn. Lăng Thử Thần sửng sốt một chút kinh ngạc nói, làm sao người biết? Đường Vũ Lân trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn xem nàng nói, thật là có. Khụ không có, người suy nghĩ nhiều quá. Lăng Thử Thần cấp tốc tra số một thoáng, nhưng dùng Đường Vũ Lân đối với nàng hiểu nói như vậy nên thật sự là có. Vị này có thể thật sự không hổ là đường đại hồn đạo khoa học kỹ thuật đại đặt nền móng người, đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm người phát minh. Có thể nói, chính là bởi vì Lăng Tử Thần cái này phát minh mới có nhân loại tinh thể thám hiểm cơ hội, mới có hiện tại khoa học kỹ thuật đại biểu phát triển. Đấu La Liên bang muốn năng lượng cơ hội đều đến từ đối với đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm kéo dài khai phá. 1 vạn năm trước vị này Hải Thần các chủ cũng đã là một vị khoa học cuồng nhân, 1 vạn năm sau hôm nay nàng đến tuột cùng làm ra nhiều ít nghiên cứu, thật sự đúng là rất khó tưởng tượng. Điều Phổ Lân nhìn xem ánh mắt của nàng cũng không nhịn được có chút bật đặc sĩ, cẩn thận dùng cẩn thận đó, biết rồi người có phiền hay không đây? Lăng Tử Thần có một chút không kiên nhẫn nói ra, muốn hay không đem hắn kêu đến, vẫn là trước từ bỏ đi, diễn trò làm nguyên bộ đi, lần này liên bang chuyển đi, chúng ta không thuận lợi như vậy đâu. Được rồi, không có việc gì, ta cũng không tin bọn hắn có thể nổi lên trên cá gì gợn sóng lớn. Lăng Tử Thần trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ngươi có thể không nên vọng động làm việc, Đường Phổ Lần bật đặc sĩ nói. Lăng Tử Thần tức giận, ngươi lúc nào thì trở lên chuyện như thế yếu mềm rồi, con trai mình bị khi phụ ngươi cũng có thể nhịn được, năm đó ngươi có thể không phải như vậy. Đường Phổ Lần lập tức cười, ta lão chứ sao, già rồi liền chú ý cẩn thận một chút, mà lại cũng không có trước kia phòng vệ. Lăng Tử Thần cả giận nói người nào già đây, nói chính ngươi hay là nói ta đấy? Đường Phổ Lần bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhất định phải chính mình thay vào cũng không có cách nào, ngươi định làm như thế nào? Nghị hội bên kia dùng lực lượng áp bách của người chưa chắc là biện pháp tốt. Lăng Tử Thần âm thanh lạnh lùng nói, lần này là những tên kia trước vị phạm quy cũ, bọn hắn nếu như đều có thể không tuân theo nghị hội quyết định, cái kia nghị hội tồn tại còn có ý nghĩa gì? Chính trị ta một chút hứng thú đều không có, nhưng quân bộ cần cải cách. Đường Phổ Lân hai mắt híp lại đã hiểu nàng ý tứ. Lăng Tử Thần nói, ngươi muốn hay không quay lại, mặc dù ngươi đã quá khí, nhưng mà lực lượng ảnh hưởng nhiều như ít hẳn là có một chút như vậy. Đường Phổ Lân nói, tạm thời đi, ta có khả năng, giống như ngươi nói bọn hắn khi dễ con trai của ta cũng nên có một chút biểu thị mới được, bằng không chẳng phải là quá mềm yếu có thể bắt nạt rồi. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng nói, tốt, vậy là người dự định dùng thân phận của Đường môn xuất hiện, hay là dùng thân phận học viện Sử Lai Khắc xuất hiện? Ta đều được, nhìn người đi. Đường Phổ Lân lúc này nhún vai. Lăng Tử Thần suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi vẫn là học viện đi, tốt xấu người cũng miễn cưỡng có thể xem như học viện Chí Thánh Tiên Sư. Ta vốn chính là Đường môn, ta trước tiên làm mấy ngày Đường môn môn chủ đi. Cô Quyên Nang mỉm cười nói, ta đây liền hồi trở lại một chuyến truyền linh tháp đi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Truyền linh tháp ta có thể mang cho bọn hắn một chút mới đồ vật. Được, Đường môn lúc này gật đầu, hắn hiểu rất rõ cô Nguyệt Na, mặc dù không có nói gì nhưng dám khi dễ con trai của nàng, đúng vậy, khẳng định so với khi dễ chính mình cũng để cho nàng sinh khí đi. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc một đám các cường giả vẫn luôn luôn tại đằng sau nghe, biểu lộ khác nhau, các ngày vài vị thật sự có thể, vài ba câu ở giữa liền quyết định hiện nay Đấu La đại lục bên trên cường giả đại nhất 3 cái tổ chức lãnh tụ sao, nói đổ liền đổi, không chút nào đầy dây xưa dài dòng. 3 ngày sau đó, sinh thái hạm đội tăng thêm đến từ Long Mã Liên bang, sứ đoàn hạm đội đã tiếp cận Đấu La Tinh. Tại phi hành quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp hai chi liên bang hạm đội, nhưng lần này lại không có ai dám ngăn trở. Sinh thái hạm đội không có hướng về Đấu La Tinh, mà là tại Đấu La Tinh ngoài không gian bên trong ngừng lại. Chỉ có Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm hộ vệ lấy Lam Hiên Vũ ngồi hạm hướng về Đấu La Tinh bay đi. Liên Lam Hiên Vũ mang tới mấy chiếc tài nguyên chiến hạm cũng đều đứng tại ngoài không gian chờ. Hai tàu chiến hạm tiến vào tầng khí quyển, chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống. Bọn hắn hạ xuống vị trí cũng hướng đi, cũng không là làm cho Đấu La Liên bang thủ đô Minh Đô căn cứ quân sự, mà là thành Sử Lai Khắc phụ cận Tinh Đô căn cứ quân sự. Tinh Đấu căn cứ quân sự cũng thuộc về Đấu La Liên bang trực quán, láng giềng Tinh Đấu tại Đời Sầm Lâm. Mặc dù bây giờ Tinh Đấu Lai Sầm Lâm đã không thể cùng với thời đại viễn cổ so sánh với, nhưng đang không ngừng kiến thiết bên trong cũng đã khôi phục không ít sinh cơ. Chỉ có điều bây giờ Tinh Đấu Đại Sầm Lâm bên trong đã không có cái gì hồn thú, các hồn thú đều đã dọn nhà đi xâm la tinh cùng với tinh linh tinh. Hai tàu chiến hạm chậm rãi hạ xuống, bên ngoài cũng đã kín người hết chỗ. Trước tới đón tiếp nhân viên số lượng rất nhiều, không ít người tới. Quân bộ bộ trưởng địch thân đến, Y Tiểu Trần thấp giọng hướng về Lăng Tử Thần cùng Đường Vũ Lân nói ra: hiện tại hoảng rồi, sớm đi làm gì rồi? Lăng Tử Thần thản nhiên nói. Lúc này Tinh Đấu căn cứ quân sự chiến hạm đỗ khu vực là ở bên trong, mấy vị khiến cho 4 khỏa tướng tinh quân đội này cao tầng dẫn theo rất nhiều sĩ quan cao cấp cùng với đối với chính phủ cao tầng đang lặng lặng chờ đợi. Quân bộ bộ trưởng đứng tại phía trước nhất, hắn lúc này mặt ngoài nhìn qua vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm có hay không bình tĩnh cũng chỉ có chính hắn mới biết. Học viên Sử Lai Khắc cùng Đường Môn so với trong tưởng tượng càng thêm cứng rắn, mà lại là trực tiếp tại trong hạm đội thứ tư nơi đó liền nhúng tay tham dự tốc độ nhanh chóng cho thấy cường thế oai, đều để cho phân bộ đàm phán hòa bình sức cao tầng giật nảy cả mình. Nhất là sinh thái hạm đội chỗ cho thấy lực lượng làm cho cả liên bang cao tầng chấn động. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Đường Môn hẳn là nắm giữ lấy một nhánh thực lực không tầm thường hạm đội, nhưng theo bọn hắn nghĩ, liên bang ứng có rất nhiều các đại tài nguyên, tiền tình tài nguyên, có được nhiều như vậy nghiên cứu khoa học chuyên gia tại khoa học kỹ thuật phương diện vạn năm qua tăng thêm phi tốc, mà Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc ngày thường một nhánh điệu thấp cũng không có gặp qua bọn họ từng có cái gì hành động. Mặc dù Trần có khoa học kỹ thuật điểm sáng xuất hiện, có thể cùng liên bang quái vật khổng lồ này so ra không tính là gì. Mà lại, nương tựa theo lấy khoa học kỹ thuật tăng lên, cá thể lực lượng đã không giống như trước kia như vậy bị coi trọng. Học viên Sử Lai Khắc mặc dù có rất nhiều cứng giả, có thể khoa học kỹ thuật sinh ra lực lượng giống như đã không phải là hồn sư có thể so sánh được. Có thể là để bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là làm lần này học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hạm đội chân chính xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm. Chi hạm đội này vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy, cường đại đến vượt quá bọn hắn mức tưởng tượng. Vô luận là sinh thái chiến hạm đặc biệt tính hay là không gian truyền tống năng lực, còn có cái kia cực kỳ kinh khủng chủ pháo công kích, đều đè quân đội giật nảy cả mình. Sinh thái hạm đội cho thế lực lượng đã là vượt thời đại khoảng cách. Liên bang hạm đội mặc dù số lượng nhiều hơn nhiều, nhưng nếu như bàn về chiến hạm năng lực, không thể nghi ngờ là học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn càng thiện trắng tràng. Đây cũng là hạm đội thứ tư cho ta ra từ bỏ ngăn trở lý do, chân chính ngăn trở chưa hẳn ngăn cản được, mà lại khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Còn hạm đội thứ tư nội bộ vấn đề xuất hiện, Lưu Tấn Nghị lần này cũng không có cờ báo cáo, một cái là quá mất mặt, một cái khác hắn cũng là vì hạm đội các cao tầng cân nhắc. Nếu để cho quân bộ biết hạm đội thứ tư bên trong đều có nhiều như vậy duy trì học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tướng lĩnh, quân bộ sẽ nghĩ như thế nào? Tại hắn lúc này liên thủ với Đường Diệu Đồng tạo áp lực phía dưới, vẫn là đem sự tình tại trong nội bộ thống nhất ý kiến. Mặc dù như thế, quân bộ đúng là có chút hoảng rồi. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn nắm trong tay cường đại như vậy lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa rằng lời của bọn hắn quyết ra là sẽ gần một bước tăng lên, mà lần này cùng Long Mã Liên bang đàm phán sách lược cũng nhất định phải cải biến. Hắn trước khi tới liên đã cùng nghị trưởng thương lượng qua, xét thấy lần này học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cho thấy lực lượng cùng cường thế, không đề nghị cự tuyệt đàm phán. Đàm phán vẫn là muốn tiến hành, nhưng cũng dùng kéo dài làm chủ, tận lực kéo dài thời gian lại nói. Mà lại bọn hắn cũng tự nhận ra là đứng tại Đấu La Liên bang góc độ, bọn hắn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hai tàu chiến hạm hoàn toàn dừng hẳn, mặc dù tới không phải Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, nhưng Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm cũng đồng dạng là đoạt người nhãn cầu. Dài 2.000 mét có hơn, toàn thân lực lượng giống như cự điểu khổng lồ chiến hãm, riêng là theo bề ngoài đi xem, thật sự giống như là một đầu cự thú, căn bản không có bất luận cái gì chiến hãm chất cảm. Liên hạ xuống xong, cũng đã là hai cánh nhịp động khống chế hai hạ xuống tốc độ, sau đó một đồi cự trảo lặng yên không một tiếng động nhô ra, rơi trên mặt đất cực kỳ bình ổn. Cái này sinh thái khoa học kỹ thuật phương diện khoảng cách thật sự là quá lớn. Quân bộ bộ trưởng xem con mắt đều có chút đỏ lên, nhất định phải nghĩ biện pháp cần tới dạng này sinh thái khoa học kỹ thuật mới được. Loại tầng thứ này chiến hạm mới là càng lớn hơn cơ hội đi phát triển. Trong qua là không biết bọn hắn cái này sinh thái chiến hạm đến tột cùng là như thế nào hoàn thành. Hắn lần này còn mang đến rất nhiều liên bang nhà khoa học, chính là vì khoảng cách gần sát đến một chút học viện sửa lẽ các cùng đồng môn sinh thái chiến hạm thu thập số liệu.